Ông xin chào tất cả bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình là Eddie. Thì chúc các bạn một ngày tốt lành. Thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với Minecraft Big Sermon. Thì đây là bản Big Sermon được cập nhật mới nhất là Big Sermon Chop 1.6.1. Mình cũng vừa mới được tải về thôi. Thì trong bản cập nhật này thì họ đã cập nhật thêm một số con Pokemon của Gen 6, Gen 7 và một số con Legendary mới. Mega thì chắc là chưa có. Mega thì có Lucario mới rồi nhưng mà vẫn nó bị lỗi ở trong skin Lucario. Vì vậy chúng ta sẽ vẫn chưa chơi được nhá. Và thêm một số animation của Pokemon mới. Thì bên tay trái mình có một số con. Mình cho bạn xem sau, bây giờ chúng ta sẽ đến với Pokemon Legendary mới. Đây các bạn thấy nhiều đúng không? Đây là combo Pokemon Legendary ngọc mới ấy. Con này là Hoopa trong movie 18-19 nhỉ? 18-19 là Vulcan. Là con kia, con này. Với con kia đúng không? Đúng rồi. À, không phải con này, mà có một con kia. Có vẻ là gì quên bà tên rồi. Chắc là lúc đăng video sẽ có một cái chữ ở bên này, ở bên tay trái của nhân vật của mình. Ôi, quay một cái này lạ thế. DNC Pokemon kim cương pha lê gì đấy. Đẹp sao vậy. Ok, Manabi. Cái này trong game 3, game 4 gì đấy, lâu lắm rồi. Trong movie con này nở ra trong tay con gì. Ok, bỏ mình qua đi. Fiona, con này không biết. Hai con này giống nhau rồi. Mức độ này to hơn. Con này là Victini, phải trưởng Victini. Cái này là người ta chôn đấy các bạn. Cái này này, cái chữ V con to này, người ta chôn này. Con mặt sau này, mình đúng là cái chữ V này. Nó chỉ áp thế này và nó đẹp thôi. Đề Seimin. Seimin của hai bạn nhá. Các bạn xem qua Seimin ngoài. Ok, Seimin. Đây, đây là form 1. Đây là form 0. Đây là form chính thức rồi. Sau sẽ biến con này. Hai con này sẽ spawn xuất hiện trong rừng. Ok, đến mấy con tiếp theo. Đây rồi, mình đến dài rồi. Đúng không? Vô, cái gì vậy? Đây tên nó đấy. Chẳng bằng một cái tên nữa là. Còn đây là Grenadina. Trong game 4 bộ ba sáng tạo Pokemon hình thoại Rasengan. Gì ạ? Pokemon Black and White Zekro. Đấy. Đấy gì này? Ok, con này là nó đối nghịch. Đó. Đối nghịch với con Darkrai. Hai con này là đánh nhau, một con là trăng non, một con là trăng tròn. Một con là gây ác mộng, một con làm gì mình chẳng nhớ. Con này làm lại, con gây ác mộng. Thì đây là tất cả những Pokemon Legendary mới được update. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem qua một số con Pokemon được New Animation và Gen 4. Gen 4 và Gen 6 đã được cập nhật đó. Thì Hawlucha là trong cái 6 của Pokemon XYZ và Y đây level 55 đây điểm dài vậy. Silvian cái con này của con gì nhỉ, con gì quên tên rồi. Đây tiền máu của EV này, hệ điện. Đây tiền Noiver. Chẳng biết đọc đây gì luôn. Ở đây animation của này mới, của bản cập nhật mới nó đẹp. Còn đây thì con này cũng thế. Ở trong đoạn cuối cũng xuất hiện trong trận chiến battle của thằng Satoshi. Con này cũng đến. Thì có hai con được animation mới. Không phải hai con mà là tất cả tiền hóa bọn này đều được animation mới hết.
Đây, TV. Đây, TV mong đợi đây. À, TV này nó đẹp hơn nhỉ? Animation đẹp. Đấy, quên mặt đấy có. Ok thì chúng sẽ có một con Pokemon đẹp dạng vào. Ok, mình chỉ thay này thôi. Con cha Eevee lên đây. Ok, mình sẽ cho các bạn xem thử Pikachu phiên bản mới nó như thế nào. Đây, chính là nó. Đúng vậy. Pikachu. Bố tao là nhìn nhỏ quá. Để đi, mình sẽ thử qua xem được có chỉnh lên to to hơn tí không. Nhìn nhỏ này xấu quá. Đúng vậy. Thôi, cho to lên một tí đẹp rồi. Con này được cập nhật rất là đẹp nhất rồi. Thì sắp có là mê tất cả tiền hoàng mega và Ask Great Ninja. Ok, xong cái này rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ xem qua một số con Legendary. Rồi Biên xe Seimin Vicky. Ok, mình sẽ xem Manabi trước. Manabi đây level 70. Thì hôm thì mình quay xong tập Pokemon Dark Island thì cái con này nó vừa spawn ra ở gần đấy luôn. Vãi, vừa quay xong nó spawn ra. Đời nhỏ vãi, còn lộ những chỗ có Master 4 hay Bug 4 thế. Nhưng như con này có một hệ. Trong phim thì nó có hai form mà. DLC. Con này có Mega nữa. Nó chắc còn chưa update được. Fiona. Chắc con này mẹ còn kia. Semi. Ok, Semi. Có lên tí. Semi thì như trong movie của ba con bộ ba gì ấy. Đấy, xuất hiện là Victini. Victini ông staff của bên Pokemon Shop. Ông trôn này. Simin kia chắc mạnh như thế rồi đấy. Còn này Sky. Scarlet. À, cái nó không phải là một dạng gì đâu. Không phải là một dạng không một dạng được nhiều người yêu thích. Còn mấy con Pokemon Legendary này. Cục 3 còn một dạng nữa nhưng mình vẫn chưa làm xong. Đấy, mạnh mạnh đi đâu đấy. Ok, vô thanh niên. Để quay đi mắc ngay. Cút cút ra. Đấy, ok. Ok, đi. Đấy, nó đi cực kỳ nhanh. Bố tôi hôm nay quay một phần mình tặng nó lạc quên. Rina Tina. Đây rồi. Con này trong cái bản beta mình quay thì nó cũng là khó rồi. Đấy, nhưng con này phải có hai form. Một form cái con gì dài dài nữa. Nhưng họ mới chỉ là một con. Ok, để con Celius không ngồi được. Nhìn con này trong trong gì quên rồi. Để đi. Đến Resiga. Đẹp dài vãi. Mà tôi không ngồi được. Nước Zedron. Được. Bộ này có một con Kyurem thì họ chắc là đang up lên giờ. Đấy. Một con điện. Một con hệ điện, hệ dòng.
con hệ lửa rồi. Con Kyurem có thể như dung hợp là gì, dùng sức mạnh của hai con này ấy, biến thành Black với cả White. Con này hình như là con mạnh nhất trong ba con này, bộ ba. Bộ này như là có với Tini trong tập gì của movie Black and White hai bạn. Các bạn nên xem Pokemon Ruby hai bạn. Để xem có gì mới không nào. Chắc là hết rồi, mình chỉ nói qua về mấy con Legendary và mấy con của Satoshi được update thôi. Ok, chúc tất cả bạn một ngày tốt lành. Và video đến đây là kết thúc. Nhớ like, share and subscribe mình nhá. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.